Ok, xin chào tất cả các anh chị nhà đầu tư ha. Thì chào mừng anh chị mình đã đến với kênh YouTube của em, kênh VSY Stock. Thì kênh của em là hỗ trợ tất cả các anh chị nhà đầu tư mình về chứng khoán. Thì hôm nay cũng là một ngày thứ ba đúng không? Thì em sẽ quay trở lại, em làm một cái video ngắn ha để chúng ta cùng nhau phân tích về cái vận động thị trường trong phiên giao dịch ngày hôm nay nó có những cái diễn biến như thế nào, cũng như là mặt bằng chung vận động cổ phiếu nó có những điểm tích cực ra sao ha. Đấy. Thì hôm nay em cũng tranh thủ mình làm một cái video phân tích nó ngắn gọn và xúc tích cho anh chị, cũng như mình đưa những cái chiến lược đầu tư trong một vài phiên tới. Đấy, tại vì tối nay vào lúc khoảng 20 giờ ấy, thì em cũng có một cái khóa học ha. Thì 22 tháng 6 là cái ngày mà em sẽ khai giảng cái khóa học mới đó. Thì những anh chị học viên của em ấy, những chị nào đang xem kênh YouTube này luôn ấy, thì mình sẽ chuẩn bị tốt nhất cho cái buổi học đầu tiên trong buổi tối ngày hôm nay ha. Thì đầu tiên ấy, chúng ta sẽ cùng nhau phân tích qua cái vận động thị trường chung ha. Thì hôm nay thị trường đóng cửa tăng 7 điểm đó, với một cái yếu tố thanh khoản thấp hơn so với những phiên trước. Thì em đánh giá đây là một góc độ tích cực khi mà thị trường nó có những cái nhịp hồi phục tăng điểm mà gặp lại những vùng kháng cự đỉnh trước ấy, và nó có yếu tố cân bằng lại, hay nói đúng hơn là gì, là tích lũy lại quanh những vùng kháng cự với một cái tín hiệu volume thấp đi ấy. Đó, nó cho thấy là cái lượng hàng cũng như là cái sự đu bám, yếu tố hưng phấn của nhà đầu tư mình thông cao đó, khi mà tích lũy lại với khối lượng thấp thì cũng là lúc mà không có yếu tố phân phối của tổ chức ấy. Tại vì chị biết khi mà tổ chức nó muốn phân phối ấy, là thường phải là những cái phiên giao dịch với khối lượng lớn, tại vì tổ chức mà nó bán ra ấy, là nó cầm một lượng hàng rất là lớn. Thì đấy, cho nên đôi khi ấy, em nói với chị mình á, cứ volume thấp, cứ tích lũy mà khối lượng cạn kiệt ấy, thì nó mới gọi là một cái tín hiệu tích cực đó. Còn nếu như mà trường hợp hiện tại mà nó gặp lại những vùng kháng cự đỉnh trước đi, mà volume nó nổ nổ nó nổ liên tục những phiên gần đây ấy, volume nó lớn liên tục ấy, thì đó mới là cái lúc mà em và anh chị mình cũng phải lo sợ về vận động thị trường. Còn hiện tại ở một góc độ nào đó, đây là những cái động thái phải nói rất tích cực của thị trường chung ha. Cho nên đôi khi anh chị mình cũng không cần phải mà quá lo ngại gì đâu, đúng không? Đấy, thì nhìn chung phiên hôm nay vẫn là những cái phiên mà tích lũy của VN-Index thôi chị ha. Thì hiện tại tích lũy 3 phiên này, 1 phiên này, 2 phiên, 3 phiên này. Thì những cái phiên tích lũy ấy, thì cũng như anh chị mình hỏi em là đếm như thế nào, thì ở đây em cũng hướng dẫn cho chị mình luôn, tức là mình sẽ đếm cái mức giá đóng cửa ấy. Đây là cái mức giá đóng cửa này, anh chị mình thấy một mức giá đóng cửa mà nó ngang ngang hoặc là nó nằm ở một cái mức cân bằng so với những phiên trước ấy, hoặc là so với phiên ngày hôm qua ấy, thì đó được gọi là một cái nhịp tích lũy ha. Đấy, đây là một nhịp tích lũy nè, chị thấy rõ ràng không đó. Thì thường những cái xu hướng tích lũy này ấy, nó mới tạo được một cái nền tảng cho một cái giai đoạn bứt phá ở phía sau ha. Nhưng tích lũy như thế nào mới gọi là tích lũy thành công, và tích lũy như thế nào thì cổ phiếu mới bứt phá được, tức là phải mang yếu tố quan trọng nhất chính là về khối lượng, tích lũy kèm cung đó. Và anh chị mình hay nghe em nói nhiều câu rồi, đúng không? Và anh chị mình cũng hay lên cái diễn đàn này, cái group Facebook ấy, hoặc là group Zalo, mình cũng nghe nhiều cái môi giới họ nói là thị trường đang tích lũy, cổ phiếu đang tích lũy, nhưng mà mình không hiểu tích lũy là gì đó, tích lũy có ý nghĩa gì. Thì khi mình nghe xong ấy, mình chắc chắn là mình cũng sẽ chưa đưa ra được cái chiến lược đầu tư như thế nào cho nó phù hợp nhất ha đó. Thì những cái nhịp tích lũy này lại á, nó mang yếu tố khối lượng thấp á, có nghĩa là gì, tức là những cái lượng hàng của anh chị nhà tư cá nhân này vùng đỉnh đang bị kẹp này, hoặc những cái lượng hàng mà chị đã bắt đáy á, thì lên tới một cái giai đoạn hiện tại, cái tâm lý anh chị mình sẽ cảm thấy là cổ phiếu lên đến đây, anh chị mình sẽ cảm thấy ui xanh đỏ liên tục, là mình bắt đầu mình nảy sinh những cái sự chán nản. Thì khi mà cái tâm lý anh chị mình chán nản á, thì anh chị mới bán ra những cái lượng cổ phiếu đó, thì tổ chức họ sẽ tạo những cái nền tảng tích lũy để họ hấp thụ, họ gom những cái lượng hàng để cho một cái nhịp bứt phá đánh lên ở đoạn tới, đúng không đó. Thì thường những cái nhịp mà tổ chức họ gom hàng ấy, là mang yếu tố tích lũy cạn cung, thì những cái lượng cung hấp ấy và khối lượng hấp ấy nó chỉ đến từ những cái quá trình giao dịch của anh chị nhà tôi cá nhân ấy, còn tổ chức họ sẽ chưa tác động quá nhiều vào những phiên giao dịch gần đây. Cho nên đôi khi anh chị mình thấy cứ gặp kháng cự đỉnh trước tích lũy là một cái động thái tốt, còn nếu như mà thị trường nó muốn phân phối hai đỉnh ấy, thì khi mà nó tiệm cận là kháng cự đỉnh trước này, hoặc là vượt đỉnh ngay cái một phiên break vượt đỉnh khối lượng lớn ấy, là nó sẽ gãy ngay. Cho nên hiện tại cái kịch bản mà phân phối hai đỉnh này, kịch bản mà anh chị mình đang rất lo sợ mà mình không dám mạo giao thị trường ấy, em đánh giá cái xác suất mà nó xảy ra không cao ấy. Thay vì thế, em kỳ vọng thị trường nó sẽ có cái xu hướng tích lũy lại ít nhất là khoảng 2 phiên nữa, thì nó sẽ tạo một cái nền tảng cũng như sẽ tạo một cái cơ hội cực kỳ lớn ở trong một giai đoạn tới ha đó. Cho nên chúng ta cũng phải phân tích và nhìn nhận thị trường ở những cái góc độ mà nó tích cực nhất, cũng như là chúng ta sẽ có những mức đề phòng nhất ấy. Đối với em ấy, thì mình vẫn luôn giữ những cái trạng thái cân bằng về thị trường, tuy vận động thị trường như thế nào mình sẽ có những cái chiến lược đầu tư cho nó phù hợp, đúng không đó. Nếu như thị trường như này tích lũy là được, tích lũy lại được ấy, thì ở nhịp tới anh chị sẽ còn một nhịp chạy nước rút nữa. Thì cái nhịp chạy nước rút ấy chính là cái lúc mà anh chị mình mang về được những biên độ lợi nhuận nhanh nhất và lớn nhất. Anh chị mình đã nhớ đây là cái giai đoạn mà em đặt
phân tích cho anh chị rất nhiều là chúng ta cần phải có những sự chuẩn bị khi mà dường chung nó đang tích lũy lại quanh những vùng kháng cự đỉnh trước, thì sau một nhịp tích lũy thì nó sẽ bước vào những giai đoạn bứt phá. Thì đây là cái lúc mà anh chị mình chỉ cần mở phiên giao dịch ra thôi là tài khoản của mình mỗi ngày cứ tăng 3-5% liên tục, và trong một tuần anh chị có thể lãi 20% được bình thường đó. Cho nên trước khi mà vận động cổ phiếu nó muốn đi lên á, thì nó phải đạt những cái điều kiện gì, nó phải có những cái hành vi gì, tổ chức họ phải thường làm gì, thì thường những cái dữ liệu nó sẽ lặp đi lặp lại trong các cái quá trình trước đó đấy đó. Còn ở một góc độ khác á, khi mà anh chị mình thấy mà cái vận động thị trường chung ấy mà nó đã chạy nước rút rồi và nó có một nhịp cân bằng lại, thì đây mới là nhịp cân bằng lại rất rủi ro nha anh chị, phải nói là rất rủi ro đấy. Còn thị trường nó đã có một nhịp chỉnh trước đó và nó hồi phục lên cân bằng ấy, gặp cái cửa đỉnh trước ấy, và tích lũy lại là một cái góc độ nó tốt ha. Thì đây là hai cái vận động nó khác nhau đó, cho nên chúng ta phải hiểu ha. Bất ngờ mà chạy nước rút và chỉnh lại tích lũy ấy, thì đây mới là những cái nền tích lũy nó rất rủi ro, có thể là những cái nền phân phối của tổ chức ha. Thì đối với một cái giai đoạn mà thị trường nó đang cân bằng lại, nó gặp là những vùng đỉnh trước mà nó tích lũy ấy, mặc dù ngày hôm nay tăng 7 điểm là một cái góc độ mà em đánh giá phải nói là rất tốt của thị trường chung rồi, nhưng đôi khi thường trong những cái giai đoạn mà tích lũy là những cái giai đoạn mà anh chị mình sẽ có những sự chuẩn bị, đặc biệt là mình phải đưa ra những chiến lược là mình quan sát vận động ở các mã cổ phiếu để mình chuẩn bị cho một nhịp bứt phá ở một giai đoạn phía sau, chứ không phải là lúc mà anh chị mình nghĩ đến là giai đoạn này chúng ta phải kiếm lợi nhuận, giai đoạn này chúng ta phải lãi 5-7%, thì không phải anh chị. Nó sẽ có những cái giai đoạn để cho anh chị mình kiếm lại sau cái quá trình tích lũy thành công. Nhưng hãy lưu ý ha, còn hiện tại là cái lúc mà anh chị sẽ quan sát, mình lên những cái danh sách cổ phiếu, lên những cái danh mục để mình giải ngân, để mình tham gia, và mình chuẩn bị ăn một cái nhịp nước rút ở giai đoạn phía sau. Còn khi mà thị trường chung đã bước vào quá trình nước rút rồi á, là chính là cái lúc mà nó chỉ mang yếu tố gì, tạo cái sự tâm lý hưng phấn, nó dụ những cái lực cầu anh chị mình vào tham gia đó. Còn đến hiện tại trong những phiên ngày hôm nay hoặc là trong những phiên ngày hôm qua, thì liệu có được bao nhiêu nhà đầu tư mình dám mạnh dạn đổ tiền vào tham gia cổ phiếu trong một cái giai đoạn như hiện tại đó. Thì khi mà tổ chức ấy, họ muốn phân phối được những lượng cổ phiếu mà phải tạo những nền tảng, tạo được những giai đoạn hưng phấn, những quá trình chạy nước rút chính là cái lúc mà tâm lý giao dịch của nhà đầu tư mình hưng phấn nhất. Tại vì anh chị mình thấy thị trường có mở phiên tăng mà trong tài khoản mình đang cầm full những cái lượng tiền, là mình sẽ rất là dễ mình dính vào những trạng thái FOMO đó. Chỉ cần anh chị mình mở phiên ra là anh chị mình lao vào mua bất chấp giá, thì khi đó tổ chức còn mới rất là dễ họ bán, họ phân phối những cái lượng hàng cho chị mình ha. Còn đến bây giờ làm sao mà họ phân phối được chị, rất khó ha đấy. Cho nên trong giai đoạn hiện tại thì anh chị sẽ không kỳ vọng quá lớn về một cái biên độ lợi nhuận của cổ phiếu. Bây giờ em nói với chị mình, để kiếm một bà cổ phiếu nó tăng được 70% ấy trong 3-4 phiên gần đây ấy, phải nói là tương đối khó. Nhưng mà nó vẫn có đúng không? Nhưng mà cổ phiếu như ôi này, thì anh chị nào đã xem video cuối tuần ấy, thì em đã phân tích và hướng dẫn những cái điểm để chị mình tham gia, kiến nghị nhìn vào đúng không? Đó, đây những nguyên tắc cung này. Anh chị nào vào ngày hôm qua bây giờ mình cũng được 6-7% cũng tương đối tốt. Đấy là cái biên độ lợi nhuận mà nó tối đa nhất cho một cái nhịp tích lũy như vậy. Còn hiện tại chúng ta sẽ không kỳ vọng quá nhiều về cái biên độ lợi nhuận ha, mà chúng ta hãy có những cái hành trang, những sự chuẩn bị. Thứ nhất là phải chuẩn bị về tiền, thứ hai là phải chuẩn bị về kiến thức để cho chúng ta tham gia được ở giai đoạn tới đấy. Thì ở Dream VIP anh em hiện tại mình cũng ưu tiên mình có những chiến lược như vậy anh chị đó. Thì trên video mà em phân tích cho anh chị như thế nào ấy, các vận động cổ phiếu như thế nào ấy, thì em cũng sẽ kiến nghị về em phân tích tương tự trong hệ có mắt tiền VIP, nhưng mà ở sự khác biệt ở có tiền VIP ấy, tức là những cái vận động trong phiên cũng như là những cái vận động cổ phiếu trong phiên ấy, thì em sẽ phản ứng, em sẽ đưa những cái kiến nghị nó kịp thời hơn. Còn đôi khi mà anh chị mình xem video của em ấy, thì đến tầm khoảng buổi chiều 4-5 giờ thì anh chị mới xem video được, thì lúc đấy nó cũng hết phiên rồi, thì đôi khi những cái hành vi xử lý và hành động của chị mình sẽ chậm hơn. Hãy không có thèm bên em một phiên ha đấy. Cho nên giai đoạn sắp tới thì dùng tích lũy chung là những cái cơ hội mà anh chị mình sẽ xem xét rất là rõ ha đó. Cho nên chúng ta cứ chờ đợi thôi, chúng ta cứ chờ đợi dùng tích lũy thôi. Đôi khi hiện tại em chỉ mong là trường cứ tích lũy đi đó, không cần bứt phá ngay đâu. Nếu như mà nó bứt phá ngay thì cái cơ hội sẽ không còn lớn, mà ngược lại tích lũy nó mới là một cái cơ hội lớn ha. Và một cái vận động thị trường mà nó tích lũy cũng sẽ là mở ra một cái nền tảng cho các cái mà cổ phiếu trên thị trường nó cũng sẽ tích lũy theo. Tại vì chị biết 80% các cổ phiếu vận động trên thị trường nó sẽ vận động tương tự theo cái vận động của thị trường chung ha đấy. Cho nên tiếp theo thì em và chị mình sẽ cùng nhau đi phân tích qua các mặt cổ phiếu nó vận động như thế nào ha đấy. Còn ở một góc độ nữa thì phiên ngày hôm nay á, thì cũng là một cái lời giải cho một câu hỏi mà em đã nhận được rất nhiều trong một cái ngày cuối tuần, một ngày thứ bảy và một ngày chủ nhật, chính là cái câu hỏi mà liệu là cái việc giảm điểm của Dow Jones thị trường chứng khoán Mỹ sẽ ảnh hưởng như thế nào đến cái vận động của VN Index. Thì đến như ngày hôm nay
Anh chị mình đã tìm được một nút thắt chưa? Anh chị mình đã có một cái bài toán mà mình giải được chưa? Đấy, thì cái video cuối tuần, video thứ bảy em đã phân tích cho chị rất kỹ. Thứ nhất là để củng cố lại cái tâm lý cho anh chị mình. Thứ hai là để củng cố lại cái nền tảng kiến thức. Tại vì khi mà anh chị mình có kiến thức ấy, mình sẽ rất thoải mái trong cái việc mình đầu tư, mình sẽ không bị dao động quá nhiều. Còn anh chị mình đầu tư mới bước vào thị trường ấy, mình chỉ cần những cái nhịp mà đâu do nó giảm 500 600 điểm nó bắt đầu anh chị mình đứng ngồi không yên rồi. Thì nếu như mà anh chị là ngày mai mình đang ngày hôm qua buổi sáng ấy, nó có những cái lúc mà nó giảm điểm ấy, anh chị mình lo sợ quá mình vác những lượng hàng ra bán ấy. Thì hôm nay cổ phiếu nó vòng nó tăng lại thì có phải là anh chị mình dở không đó. Cho nên khi mà đầu tư ấy, em đã nói với anh chị mình rất nhiều, quan trọng nhất là mình hãy trang bị cho mình một cái nền tảng đủ tốt, hoặc là chúng ta tìm một cái hệ thống khách hàng hỗ trợ cho chị mình tốt nhất ha, để mình có những chiến lược đầu tư cho nó tốt đấy. Còn thị trường chứng khoán này không bao giờ là dễ dàng nha, em chắc chắn với chị mình như thế. Rất nhiều người cũng đã tìm kiếm được những khoản lợi nhuận rất lớn từ cái vận động thị trường. Anh chị mình biết trong một cái giai đoạn chỉ được rút khoảng 2 đến 3 tuần thôi, thì cũng có một vài cái tài khoản khách hàng bên em ấy, mình lãi 50% 70% trong một cái giai đoạn 2 đến 3 tuần là hết sức bình thường đó. Còn lại vẫn có một cái lượng lớn nhà đầu tư trong một cái nhịp thị trường cấp trên rất lớn như thế này, từ một cái nhịp sóng mới năm 2021 từ tháng 1 tháng 2 bao nhiêu đến hiện tại là tháng 6 4 tháng, nhưng vẫn có một lượng nhà đầu tư tô tổ lại cho một con sóng mình vẫn chưa mang về được bao nhiêu phần lợi nhuận, thậm chí mình lãi 50% cho một con sóng ấy. Hiện đánh giá đó là một yếu tố mình đầu tư chưa thành công trong một cái giai đoạn hiện tại đó. Trong khi thị trường chung thì thấy đã lên được bao nhiêu phần trăm, mà thị trường chung đã lên được 37%, thì chí ít á, ít nhất á, thì anh chị cũng phải lãi 37% sẽ tương tự với vận động thị trường đó. Cho nên không phải lúc nào mà anh chị thấy thị trường đau chen thì mình cũng mua lại đâu ha. Sẽ có những mà cổ phiếu ví dụ như là STB đi, đúng không, nó sẽ có một cái giai đoạn tích lũy là chị thấy không đó. Thì đây chính là những cái lúc mà em kiến nghị cho anh chị mình tham gia, đúng không đó. Chị nào đã theo dõi em thì cũng biết những cái vùng tích lũy là những cái vùng mà tổ chức họ thu mua, họ gom những cái lượng hàng, họ gom đủ những cái lượng hàng ấy, thì họ sẽ đánh lên đó. Nhiều anh chị mình hỏi là cổ phiếu tăng vì tin tức em, đây đây một cái phiên này 100 triệu cổ phiếu này bùng nổ này, những chị nói cổ phiếu tăng vì tin tức, cổ phiếu tăng vì game, nhưng mà chị không hiểu là trước đó chính là cái lúc mà tổ chức họ đã gom hết những cái lượng hàng. Anh chị, tin tức nó cũng chỉ là những cái công cụ để đổi lái, họ vận động cổ phiếu đi lên thôi, đúng không? Nhưng chị thấy tin tức ra, hồi chị mới biết rõ ràng cổ phiếu nó tăng, thì rõ ràng chị FOMO về mua thì nó là những sự khác biệt. Đấy, cho nên khi mà chúng ta mua cổ phiếu ấy, anh chị phải biết cái lý do vì sao chúng ta mua, đúng không? Một vùng cổ phiếu mà tích lũy ấy, anh sẽ lấy một cái ví dụ tương tự anh chị mình này. Nếu như mà trên thị trường nó sẽ có, nếu mà trên thị trường ấy nó có hai cái bình cổ, mà anh chị mình đập đi bớt một cái bình cổ ấy, thì cái bình còn lại nó sẽ trở nên khan hiếm, thì cái giá trị của nó sẽ càng tăng, thì cũng sẽ tương tự với các vận động cổ phiếu. Tức là những cái vùng tích lũy là những cái vùng tổ chức họ thu mua, họ gom những cái lượng hàng, và tại những vùng tích lũy cái tâm lý giao dịch của nhà đầu tư mình là cực kỳ chán nản. Em chắc chắn một vấn đề như thế, tâm lý chị mình chỉ muốn mua là cổ phiếu chạy ngay, còn khi mà cổ phiếu đi ngang tích lũy như này nó sẽ loại bỏ đi cái sự chán nản của nhà đầu tư. Những nhà đầu tư nào mà không đủ sự kiên nhẫn thì có thể mình bán ra ngày hôm qua và ngày hôm sau cổ phiếu tăng trần là hết sức bình thường, và khi mình chỉ bán ra tổ chức họ sẽ thu mua, họ gom lại những lượng hàng, đó chính là những vùng tích lũy. Và vùng tích lũy nó phải mang yếu tố khối lượng thấp thì nó mới có xác suất đi lên cao ha. Đó, cho nên chúng ta phải hiểu. Còn khi mà mọi thứ đã lên cao quá rõ ràng như thế này, sẽ có một lượng lớn nhà đầu tư FOMO vào tham gia, và trong ngắn hạn hiện tại đang bị chỉnh rất nặng, có thể lỗ 7-15% đối với những bạn cổ phiếu gì ngân hàng, và tô lại cho một con sóng á, mình vẫn chưa lại bao nhiêu cả, thậm chí sẽ là những mà cổ phiếu mà chị vừa bán ra mình thấy chén mình lao vào FOMO vào ngân hàng, mình lỗ tiếp, đó là hết sức bình thường đó. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng nhau đi phân tích qua các vận động cổ phiếu ngày hôm nay nó vận động như thế nào anh chị ha. Thì đầu tiên thì cứ là dòng ngân hàng thôi, thì em nói với chị mình rồi, dòng ngân hàng chính là cái xương sống của thị trường chung ha. Đấy, thường mà thị trường chung nó đi lên mà nó có sự tham gia của dòng ngân hàng á, thì cái quá trình tăng giá sẽ rất là bền đó. Đầu tiên là ACB, thì ACB là cổ phiếu mà em đã đưa vào cái danh sách cho chị mình theo dõi rất kỹ trong hai video gần đây. Thứ nhất là nó có cái nền tảng tích lũy đó. Khi mà cổ phiếu có một nền tảng tích lũy và mang yếu tố khối lượng thấp ấy, ngày hôm qua là một phiên gì, một phiên no supply, đúng không, những phiên mà kiểm tra nhiều lượng cung cầu đó, thì anh chị có thể mình vào mình lấy vị thế được đối với những mặt cổ phiếu nhà ACB. Thậm chí như trong phiên ngày hôm nay đi, anh chị có thể mình tham gia được lấy một phần vị thế đối với những mặt cổ phiếu nhà ACB, chờ những cái nhịp mà cổ phiếu đánh vượt đỉnh ấy, vượt những vùng 37 ấy, khối lượng lớn ấy, thì đây là cái nhịp anh chị gia tăng đó, rất rõ ràng đối với những mặt cổ phiếu nhà ACB. Những gì cần mua, những gì cần phân tích em đã nói với chị rất kỹ. Còn đến hiện tại chị thấy rõ ràng không, sau những phiên này trước khi mà cổ phiếu muốn đi lên ấy, nó phải mang yếu tố kẹn cung đó, rất rõ ha. BID đấy, thì BID mặt bằng chung ấy thì nó không mạnh trong một cái vận động chung của vòng dòng ngân hàng. Tại vì sao anh chị? Thứ nhất là cổ phiếu này nó vẫn đang nằm ở một cái xu thế kênh giữa, anh chị thấy không, nó nằm giữa đỉnh và giữa đáy, thì cái xu thế cổ phiếu kênh giữa ấy, nó sẽ không mạnh bằng nhưng mà cổ phiếu kênh trên xu hướng lên như là ACB đó. ACB là cổ phiếu kênh trên xu hướng lên này đấy, cho nên đôi khi ấy, với nhưng mà cổ phiếu như BID ấy,
cái dư địa phía sau nó còn rất là lớn khi mà nó vượt đỉnh đó, nó còn rất là lớn, nhưng trong một giai đoạn hiện tại nó sẽ chưa đánh lên ngay được anh chị ấy, cho nên sẽ coi như mà cổ phiếu giai đoạn này là anh chị mình sẽ có những sự kiên nhẫn, đúng không? Em sẽ đưa cho anh chị mình những cái vùng mà chúng ta có thể gom những cái lượng cổ phiếu, chúng ta gom trước một phần, anh chị sẽ giải ngân trước 50% hoặc 30%, chờ những điểm gia tăng bùng nổ vượt đỉnh mình sẽ giải ngân những phần còn lại. Đó là cái cách đi vốn đối với hệ thống bất động sản bên em ha, và cũng như em đã phân tích cho chị rất nhiều trên kênh YouTube. Còn hiện tại BID nó đang có quá trình rũ lại, quá trình test lại nền trước, cũng là một cái vận động hết sức bình thường đó. Quá trình test lại men yếu tố khối lượng thấp thì nó cũng không phải gọi là một cái tín hiệu gì mà nó quá xấu, không phải là một tín hiệu gì mà nó quá rủi ro, mà đây là cái quá trình loại bỏ sự đu quá của nhà đầu tư trước khi cổ phiếu đi lên đó. Cho nên anh chị nào có hàng cứ yên tâm nắm giữ, không cần phải quá lo sợ ha. Đôi khi anh chị mình thấy à cổ phiếu này đỏ này, hôm nay cổ phiếu không tăng mạnh này, anh chị sẽ chán. Thì khi anh chị mình chán á, nó mới là cái bẫy, nó mới là cái mục đích mà nhà tạo lập họ muốn anh chị bán ra ấy. Cho nên đôi khi nhiều lúc mà anh chị bán ra mình thấy cổ phiếu ngày mai tăng trần ấy là bình thường, đó là cái tâm lý giao dịch của nhà đầu tư là như thế anh chị ấy. Còn cái chiến lược hiện tại á, là em thấy là cũng có nhiều cái sự giao dịch của anh chị mình chưa có tính quyết định cao ấy. Thì anh chị biết ấy, cái kỹ năng mà đưa ra quyết định ấy, trong cái quá trình đầu tư ấy, thì đây được gọi là kỹ năng mà rất quan trọng ha. Đó tại vì sao, em ví dụ như mà cổ phiếu như là ACB đi đó, hôm trước ấy, em đã phân tích cho anh chị rất nhiều, đây là những cái vùng tổ cổ phiếu tích lũy là này đấy, hiện cạn cung nè, anh chị có thể vào lấy việc hay được đó, nhưng mà sẽ có nhiều anh chị mình lo sợ, mình không dám mua, tại vì mình sợ thị trường tạo đỉnh, mình sợ thị trường Dow Jones, mình sẽ không dám mua. Nhưng ở đây khi mà chúng ta không dám mua, cái lý do là mình sợ gì, mình sợ thị trường nó tác động, mình sợ tài khoản mình mắc lãi ấy. Nhưng mà em sẽ có cách để hạn chế cái rủi ro nhất có thể, hạn chế khoản thua lỗ của chị nhất có thể, và cái kỹ năng đưa ra quyết định là cực kỳ quan trọng ha ấy. Khi đối với em á, khi mà em đưa ra quyết định á, cổ phiếu đẹp để mua á, thì em cứ lao vào mua trước cái đã. Việc đúng sai chúng ta không quan tâm cái việc đúng sai, nhưng nó đẹp để mua thì chúng ta cứ lao vào mua. Nhưng mà anh chị mình hạn chế cái việc mà chúng ta sai á, là chúng ta phải làm thế nào để không bị thua lỗ nặng nhất. Còn ngược lại khi mà chúng ta đúng á, chúng ta sẽ tối đa hóa cái quá trình lợi nhuận đấy. Chúng ta sẽ hạn chế bằng cái cách đi vốn. Cách đi vốn là cái chiến lược mà mình sẽ hạn chế tối thiểu cái rủi ro. Thì đối với em, nếu như mà em có 1 tỷ á, thì mình sẽ không bao giờ mình giải ngân hết 1 tỷ tại một vùng giá, tại một mức giá trong một phiên giao dịch. Thì khi đó cái rủi ro chị mình cực kỳ cao. Trường hợp cổ phiếu nó có chỉnh đi, thì dường chung có chỉnh, nhưng một phiên này chỉnh theo, thì lúc đó anh chị mình sẽ lỗ cực kỳ nặng. Ví dụ như chỉnh 4%, anh chị giải ngân 1 tỷ, lỗ 4% là mất 40 triệu đó. Còn trong khi đó nếu như mà anh chị mình phân tán ra cái vốn của mình á, mình có cái chiến lược đi vốn nó phù hợp á, thì anh chị sẽ giải ngân trước 30% tại những vùng tích lũy. Trường hợp xấu, cổ phiếu lỗ 4%, anh chị mình lỗ có 12 triệu, đúng không? Rất rõ ràng, lỗ 12 triệu. Thì cái quá trình mà anh chị mình cắt lỗ thì nó cũng sẽ rất thoải mái và không gặp áp lực nặng nề cho tài khoản. Đó là yếu tố thứ nhất. Còn ngược lại, nếu như mà chúng ta giải ngân trước, lấy vị thế trước 30% mà cổ phiếu đúng xu hướng vượt đỉnh khối lượng lớn ấy, mình sẽ all in 70% còn lại. Đó là cái cách mà em sẽ hạn chế tối thiểu cái rủi ro, và kỹ năng đưa ra quyết định của chị mình là như thế nào. Trước khi mà mình đưa ra quyết định á, mình sẽ cứ nghĩ, anh chị mình cứ nghĩ là gì? Mình sẽ nghĩ là nếu như mình mua sai, trường hợp xấu nhất là mình lỗ bao nhiêu phần trăm, cái khoản thua lỗ mình là bao nhiêu phần trăm, thì anh chị sẽ rất thoải mái trong việc mình đưa ra quyết định. Còn cái lý do mình mua đúng mua sai trên thị trường chứng khoán á, nó là hết sức bình thường. Đối với bản thân em á, mình mua 10 mã cổ phiếu, không bao giờ 10 mã cổ phiếu đều lãi cả. Sẽ có trường hợp xấu nhất á, có thể sẽ là 4 mã lỗ, 6 mã lãi, nhưng total lại tổng các khoản lãi nó nhiều hơn tổng số thua lỗ, đó là thành công. Đơn giản là như thế. Chứ anh chị mình đừng có nghĩ mua mã nào cũng lãi, ông nào mua mã nào lãi á, hiểm sinh ông đó là cụ, là hấm đấy. Đơn giản như thế ha. Còn đây em phân tích với chị mình là những cái lý thuyết, những cái quá trình thực chiến, những cái kinh nghiệm mà em đã từng trải thị trường, cũng như là em đang hỗ trợ trong hệ thống bán hàng bên em. Tại vì em ấy, có thể gọi là một người mà ngày nào cũng xem bán điện đi, ngày nào cũng đi phân tích, thì mình cứ lẫn quẩn với những cái vùng kiến thức như thế. Và cái quá trình thực chiến, cái kinh nghiệm trên thị trường của mình á, là nó sẽ cao hơn nhiều so với anh chị nhà đầu tư mình ấy. Cho nên mình cũng sẽ chia sẻ lại những cái vấn đề đó để cho chị mình nắm bắt cho nó tốt hơn, đúng không? À, cơ bản là em muốn chị mình đầu tư ấy, thì thứ nhất, cổ phiếu đẹp điểm mua ấy, thì cứ lao vào mua trước cái đã, đúng sai không quan trọng đó. Cho chị mình đừng có sợ, nếu như mà chị mình cứ sợ ấy, thì mình sẽ mất rất nhiều những cái cơ hội. Hôm trước Vinhome đi, đúng không? Đó, Vinhome này em chắc chắn một điều là cái vùng tích lũy này em kiến nghị mua, nhưng mà nhiều chị mình sợ đó, không dám mua. Nhưng mà đến khi nó tăng lên 110, dùi cổ phiếu tăng thì em mua không đó, anh chị thấy quá rõ ràng anh chị mới mua. Thì nó là như thế anh chị. Và cái sự khác biệt ấy, chính là cái nền tảng kiến thức mà anh chị mình chưa có, thì mình sẽ rất dễ bị dao động mà mình không dám tham gia cổ phiếu trong một cái nhịp mà nó có những cơ hội, có những cái điều kiện ha ấy. Cho nên đơn giản, cứ cổ phiếu đẹp để mua thì anh chị cứ lao vào mua trước cái đã, lao vào lấy vị thế ấy.
Đúng thì giả tăng, sai cắt lỗ. Thị trường chứng khoán cho anh chị cắt lỗ mà đúng không? Đó, những người thua lỗ nặng nhất trên thị trường ấy, mà em không kê ra được ấy, chỉ là những anh chị nào mình không cắt lỗ thôi. Mình đợi cổ phiếu mình lỗ quá nặng, lỗ 30 40% thì mình mới chết. Còn thật sự anh chị mình lỗ 5 7% mình cắt là vấn đề bình thường. Đó. Tiếp theo là cổ phiếu của HCTG anh chị ha. Đấy, thì CTG ngày hôm nay cũng có một phiên mà volume vào là ổn này. Đấy. Thì ACB cũng thế chị ha, một cái nhịp mà khối lượng cũng đi vào nhưng mà nó cũng đang gặp những khoảng chịu đỉnh trước, thì em kỳ vọng nó sẽ có những nhịp mà nó tích lũy lại vài phiên cho nó bứt phá vượt vượt đỉnh ha. Thì chị nào cứ lấy phiên này mình cứ lấy vị thế thôi đó, chờ nhịp vượt đỉnh thì sẽ gia tăng sâu ha. Đấy, tích lũy à, tại sao mà em đã cho chị mình mua tại những vùng tích lũy, thì đây cũng là những cái kiến thức mà em hỗ trợ cho chị học viên thôi, thì thôi hôm nay cũng chia sẻ cho mình luôn. Tại vì sao, những vùng tích lũy á chính là những cái vùng hỗ trợ cổ phiếu, thì trường hợp cổ phiếu có xấu á nó sẽ giảm về hỗ trợ đó, thì nếu không hỗ trợ dìm cắt nó cũng sẽ rất là thoải mái cho việc mình cắt lỗ và mình sẽ hạn chế rất nhiều các bạn thua lỗ ha. Còn khi mà dìm mua những điểm mua trên ven nè, vậy thấy không, cái điểm hỗ trợ là đâu, về tận dưới đây mới có hỗ trợ anh chị đó, vậy thấy không, chỉnh lỗ rất nặng đấy, nó là như thế ha. Mà khi mà chúng ta mua tại những điểm tích lũy á, mình sẽ không mất quá trình chờ đợi, tại vì đây nè mình đã đỡ được một cái khoảng chờ đợi này, đã được mất được 2 4 6 7 8 phiên rồi đó, nó như thế. Một phần là khi mà cổ phiếu tích lũy lại rồi thì cái xác suất mà nó điều chỉnh lại là không cao ha. Tiếp theo là CTG, thì CTG ngày hôm nay có tín hiệu tiền vào đúng không, thì sau những cái quá trình mà nó test 3 lần này vùng đáy trước này, vì video ngày hôm qua ấy, nếu như anh chị nào mình đã xem ấy, là một cái video mà thật sự là em phân tích rất nhiều về dòng ngân hàng, đâu là cơ hội và đâu là rủi ro, thì ngày hôm nay đối với vận động dòng ngân hàng ấy, mà nó tăng điểm tốt như thế này ấy, và nó góp điểm số cho cái vận động thị trường chung ấy, thì đối với em sẽ không phải là mình quá bất ngờ. Tại vì đây là những cái kịch bản, những yếu tố phân tích mà em đã nói sẵn cho anh chị mình nè, với cả anh chị mình nghe, và hôm nay mình thấy vận động thị trường tương tự như thế đó. Thì CTG quá trình test là gì, một đợt một đáy nè, hồi phục test là đáy 2 nè, hồi phục test là đáy 3 nè, thì quá trình test đáy liên tục mà với khối lượng thấp thì cổ phiếu nó mới có một cái dư địa nó đi lên thôi chị ha, còn test là lượng lớn sẽ rất dễ gãy nha đó. Anh chị thấy ở đây cũng tương tự nè, đấy quá trình nè, cổ phiếu tăng nè, test nền nè, quá trình thôi nè, test lại nè đó, test lại khối lượng thấp nè, thì cổ phiếu dựa theo phía sau nó có cái dư địa nó đi lên ha. Đấy, thì đó là một cái phiên ngày hôm nay, một phiên mà nói rất tốt đối với những cổ phiếu như là dòng ngân hàng. CTG cũng là tín hiệu khá tốt, thì anh chị có hàng cứ cầm thôi. Còn đối với chị nào mình không mua được trong những phiên như ngày hôm nay á, thì sẽ có những cơ hội gì đến tới, ví dụ như thường là cổ phiếu sẽ tăng gặp kháng cự thì nó sẽ tạo những nền tảng tụt lại, thì lúc đó là cái lúc mình sẽ mua ở một cái nhịp số 2 ha. Đấy, thì những cái giai đoạn này là những cái chiến lược mà chị sẽ đánh ngắn, đánh vào nhanh ra nhanh, không có những cái điểm mà chị mình đánh nắm giữ, đánh lâu dài ha. Thường mà đánh nắm giữ lâu dài á, thì cổ phiếu trước đó phải có một nền tảng tích lũy lớn á chị, thì chị đánh giữ lâu dài được. Còn những nhịp ngắn như thế này chị đánh ngắn vào nhanh ra nhanh thôi, đấy lãi 5 7 10% 15% thì hơi chốt. Thậm chí những gì bắt phiên này nè, cổ phiếu tăng lên kháng cự đỉnh trước là chị phải hạ ra rồi đó, lãi được nhiêu cũng ăn được 3 4 giá đúng không. HD Bank đấy sẽ tương tự thôi, nhưng mà cổ phiếu trong ngân hàng hiện nay cũng có những cái động thái mà nó tăng điểm đóng cửa tăng 2 3% khá là tuyệt vời đúng không, thì những chị nó có hàng em cho cứ cầm. HD Bank là cổ phiếu mà cũng đánh giá là khá là tốt ấy đó, cái xu hướng của nó vẫn đang giữ được một cái xu hướng đi lên ha. Đấy, LBB thì nhìn chung ấy, cổ phiếu này sẽ không có những cái điểm mua ấy, tại vì em đã đo lường được cái độ rủi ro nó là tương đối lớn. Nhưng đối với những chị nào mình vẫn còn đang nắm lượng cổ phiếu của LBB hoặc là mình đang bị kẹp hàng á, thì em cho chị cứ cứ cầm, thì em đánh giá sau những cái phiên mà nó test lại đáy trước này và nó cân bằng lại 3 phiên này khối lượng thấp, hôm nay là một phiên test cung ấy, thì dư địa mà cổ phiếu hồi phục bật phá lên ở những ngày mai ngày mốt ấy là có ha, anh chị cứ chờ những nhịp hồi phục lên mình tận dụng cơ cấu. MBB, có phải MBB là cổ phiếu hàng đầu, cổ phiếu mạnh nhất của dòng ngân hàng mà em đề cập với chị mình trong video ngày hôm qua đúng không? Đó, cái lý do vì sao mà nó mạnh thì em đã nói rồi, cổ phiếu mạnh là cổ phiếu nằm ở kênh trên xu hướng đi lên, chính là những mà cổ phiếu mạnh nhất của dòng cổ phiếu đấy. Thì đó, hôm nay là một phiên tiền vào, một phiên rack rất là tuyệt vời đúng không, khối lượng bao nhiêu, 35 triệu cổ phiếu đối với cổ phiếu như MBB, thì những cái câu chuyện phía sau ấy còn rất là hay đối với cổ phiếu MBB. Và em thấy một cái lượng lớn, cái dòng tiền họ đang gom rất là nhiều, cái giai đoạn trước là vùng 39 40 đó, họ đang gom rất là lớn. Thì video ngày hôm qua cũng đã chia sẻ với chị mình rồi, vì đối với cái vận động MBB nó tăng như hiện tại thì em không phải là quá bất ngờ. Tuy nhiên nó đang gặp lại những vùng cái cự đỉnh trước này, nếu như mà nó sẽ tạo những nền tảng tích lũy lại thì sẽ có một cái nhịp đánh số 2 ha. Và đây là một cái phiên dòng tiền xác nhận, anh chị cứ chờ những nhịp phía sau mình hãy tham gia cũng không phải muộn đó. Những chị nào muốn mua thì cứ chờ đợi thôi ha. Tiếp theo SHB này, ấy chị thấy rất rõ ràng không, cổ phiếu nào nằm trên dưới ấy, thì sẽ yếu khá là nhiều, được phiếu tăng nên là bị bán ngược, tăng bị bán ngược. Tại vì sao, thì đang có một cái lượng nhà đầu tư rất lớn ở đang bị kẹp hàng là tại quanh những vùng 30 31, thì khi mà cổ phiếu hồi phục lên ấy, nó sẽ gặp áp lực bán ngược trở lại đó. Thay vì thế tổ chức phải tạo những nền tảng tích lũy rất lâu ở một cái dạng phía sau thì nó mới có một cái dư địa đi lên được chị ha.
tạm thời anh chị sẽ chưa vội quan tâm với nhà cổ phiếu NHB. STB đấy, STB nó cũng sẽ tương tự thôi đó, nhưng mà cái xu hướng hiện tại nó cũng đang trong quá trình nó hồi phục đi lên, thì quá trình hồi phục đi lên của nhà cổ phiếu STB ấy, thì chị cũng sẽ tận dụng mình cơ cấu ra ha. Còn những điểm mua của những mã này nó giá không cao đấy. Techcombank này, Techcombank thì thật sự là em cũng đánh giá rất cao cái vận động của cổ phiếu Techcombank, nhưng trong hai phiên gần đây ấy, nó có một cái nhịp mà nó tích lũy lại quanh vùng đáy mà khối lượng nó lớn quá chị đó, thì đâu đó sẽ có những cái góc độ về rủi ro nó hơi lớn ha. Đấy, thường mà cổ phiếu cứ tích lũy là phải cạn cung ấy, thì nó mới gọi là có một cái dư địa nó bứt phá phía sau ha. Thì chúng ta chưa hiểu là có thể là cái tổ chức họ trao tay cho những phiên như thế này hay như thế nào đó, thì chúng ta sẽ chưa biết được. Nhưng mà cái vận động nhìn về giá ấy, thì nó cũng đang cho những cái nhịp mà nó tích lũy, thì cái biên độ tích lũy của nó cũng tương đối là hẹp ấy, thì nhìn chung ấy về giá khá là tốt, nhưng về khối lượng có hai phiên khối lượng lớn thì cũng đánh giá không có cao lắm. Thì tạm thời anh chị nó có hàng thì cứ cầm, còn những điểm mua như hiện tại đối với LIB thì sẽ chưa có đâu, chỉ cứ chờ thêm thôi ha. Tiên Phong Bank này, một cái nhịp cổ phiếu của Tiên Phong Bank ấy là tích cực anh chị ha, đó tích lũy cũng được khá là dài, cũng được 10 phiên, 24 này, 6, 8 cũng 10 phiên ha. Đó, quan trọng nhất vẫn là yếu tố cạn cung. Thì đối với những cổ phiếu như Tiên Phong Bank như thế này ấy, anh chị nào muốn mua ấy, thì mình cứ vào cái vị thế đúng không? Đó, những nhịp mà cổ phiếu tích lũy nền này cái dư địa bứt phá phía sau là cực kỳ cao ha. Đấy, ở đây thì anh chị thấy không, quá trình tương tự nè, một nhịp tích lũy nền nè, đó tích lũy quanh những vùng hỗ trợ đấy trước nè, đấy thì sau những nhịp tích lũy cạn cung nó bứt phá thôi, đó là yếu tố hết sức bình thường. Và khi mà anh chị mình nắm bắt được kỹ thuật mà kỹ thuật mua cổ phiếu trong những nhịp tích lũy ấy, thì cái cơ hội mà anh chị mang về được những khoản lợi nhuận là rất lớn. Vietcombank đó, chị thấy rất rõ ràng không, hôm qua chỉnh lại hôm nay quay đầu thôi, thì nhìn chung ấy, cái xu thế của Vietcombank trong ngắn hạn ấy, nó sẽ có những nhịp mà tích lũy ha. Đó, nó sẽ tạo những nền tảng điểm mua số 2 dành cho chị phía sau. Thì những chị nào muốn mua cổ phiếu này hãy chờ và hãy kiên nhẫn, nó tích lũy lại cạn cung thì sẽ có một nhịp nổ vượt đỉnh quyết liệt hơn ở một giai đoạn tới ha. Còn tạm thời ai có hàng thì cứ cầm thôi, không có bất kỳ một lý do gì mà gọi là xấu để cho chị bán ra những một cổ phiếu như thế này cả. Đó, cái quá trình cổ phiếu tăng và tích lũy là hết sức bình thường. Đây anh chị, đó quá trình cổ phiếu tăng này gặp cái vượt đỉnh này, sau đó tích lũy lại này, đó thì những nhịp tích lũy lại khối lượng cạn kiệt tết cung, thì đây là những cái điểm mua số 2 dành cho chị mình. Còn đây là những điểm mua số 1, một nhịp tích lũy nền phía trước. Đấy, nó như thế. Anh chị thấy không, cái vận động cổ phiếu nó liên tục lặp đi lặp lại những cái quá trình vận động trước đó ha. Cho nên cái lý do vì sao mà em thường hay lấy những cái dữ liệu trong quá khứ ấy, đó, để phân tích cho chị mình nó là như vậy. À, tại vì thị trường chứng khoán mà quanh năm số kháng nó vẫn không thay đổi rồi đúng không? Đấy. Còn bây giờ chị mình cũng, em nghĩ là chị mình cũng đừng quá lo sợ vậy chưa. Khi mà cái yếu tố dòng tiền của những nhà đầu tư cá nhân bây giờ họ cũng chưa gọi là họ tham gia quá nhiều vào cổ phiếu, cái độ hưng phấn em đánh giá là không cao. Đấy, thì cũng rất khó cho tổ chức họ muốn phân phối ra những lượng hàng ha. VIB và VBank thì xưa giờ em cũng ít phân tích cho chị mình, nhưng mà cổ phiếu này nó hơi khó cho chị tham gia ha. Tiếp theo là cái dòng cổ phiếu của dòng dầu khí. Thì tối ngày hôm qua anh chị thấy cái giá dầu thế giới tăng rất tốt, thì sáng nay em thấy được một cái lượng lớn nhà đầu tư đã FOMO vào rất nhiều cái dòng cổ phiếu dòng dầu khí đó. Thì em đã nói với chị một câu như thế này, khi mà mọi thứ đã quá rõ ràng thì cái cơ hội nó sẽ không còn cao ha. Đó, thì chúng ta sẽ cùng đi phân tích sơ lược qua cái dòng dầu khí. Đầu tiên chính là BVS. Thì BVS trong những phiên gần đây ấy, đang có những cái xu thế mà nó tích lũy lại không chị. Đó, nhưng mà ngày hôm nay nó có những áp lực bán chốt lại khá là lớn ấy. Đấy. Và sáng nó mở gáp nó dụ cầu và tham gia nhiều này, thì thường những cái này phải cần những giai đoạn mà tích lũy lại thêm. Đó. Cho nên tạm thời anh chị là có hàng thì mình khởi mình canh mình chốt lại trước 50% đối với những cổ phiếu như thế này. Còn chị nào muốn mua thì phải chờ những đoạn tích lũy thêm ha. Tại vì cái nền tích lũy nhìn chung thì nó cũng đang hơi lỏng, có gì hơi lỏng ha. BVS cũng tương tự nè, nhìn thấy một phiên mà nó bị bán ngược trở lại ha. Nhưng mà em thấy những yếu tố chốt lại này thì thường sẽ đến từ những cái lượng hàng của nhà đầu tư cá nhân là nhiều hơn. Tại vì thường mà nếu như mà tổ chức họ phân phối thì nó sẽ là những phiên khối lượng lớn đó. Cho nên tạm thời khi nào mình có hàng mình có thể cứ chốt thêm một lượng có thể là 20%, 30% đối với những cổ phiếu dầu khí ha. Ấy, một cái động thái mà nó bị bán ngược lại thì thường sẽ có những cái xu thế cổ phiếu sẽ tích lũy lại thêm một giai đoạn tới. Để làm gì? Để hấp thụ đi hết những cái lượng hàng mà chị bán ra. Đến bây giờ những chị nào FOMO mình mua bất chấp đi, mua bất cứ giá nào của dòng dầu khí thì chị mình đều lãi mà đúng không? Đâu có chị nào lỗ đâu. Đó. Cho nên cái xu thế hiện tại em đánh giá nếu như mà dòng dầu khí nó muốn bứt tiếp ấy, thì nó phải tích lũy lại để tạo một cái nền tảng giá. Tổ chức họ gom lại những cái lượng hàng, những chị nào chốt lại càng bán thì cứ bán ra đi. Tổ chức họ gom lại họ đánh lên tiếp được. Còn nếu bây giờ mà nó đổ tiền mà đánh lên á, là sẽ gặp những áp lực bán ra cực kỳ lớn của nhà đầu tư ha. Đấy. Cho nên đó thì chúng ta phải hiểu cái vận động cổ phiếu. Thì tương tự như ngày hôm nay nè đúng không? Đó. Thì đây không phải những cái điểm mua an toàn anh chị vào ha. Đấy, BVD đó, cổ phiếu cũng tương tự chị thấy không? Hôm nay một cái áp lực bán trở lại khối lượng cũng nhìn chung ấy là cũng hơn cái mức trung bình ha, thì cũng không có gọi là an toàn. Thì thường như cái này á, có thể là nó mạnh á,
thì nó sẽ tích lũy lại. Còn nếu mà cái xu hơi nó yếu á, thì nó sẽ có những yếu tố điều kiện ngắn hạn ha. Đó, cho nên dòng dầu khí tạm thời chúng ta sẽ lắng xuống, chúng ta sẽ cho nó lắng xuống một vài phiên ha, trong một cái xu hơi ngắn hạn ấy. Những lúc mà em nói với chị mình sẽ cần hướng cái dòng tiền về dòng dầu khí á, thì nó đã qua rồi anh chị. Còn đến bây giờ mọi thứ nó quá rõ ràng á, thì cái yếu tố mà mua giá đua giá phía sau á, chúng ta phải nhường là cái phần sân cho anh chị nhà đầu tư cá nhân ha ấy. Và cái lúc này chúng ta sẽ hướng cái dòng tiền về dòng cổ phiếu nào? Thứ nhất là dòng bank, dòng ngân hàng, là cái dòng mà em đang nói với chị rất nhiều trong vài video gần đây. Thứ hai chính là dòng chứng khoán. Thứ ba chính là dòng thép. Thì đây là ba dòng cổ phiếu mà em sẽ phân tích với chị mình trong video ngày hôm nay ha. Chị cứ chờ ấy, và những cái cơ hội nào cho những dòng cổ phiếu này và đâu là những cái điểm mà chị sẽ tham gia được. Bởi vì B là những cổ phiếu yếu nhất thì nó cũng tăng đó chị, đây là yếu tố sóng dòng mà. Đó. B là ít ha. Đó, sau một phiên nó bùng nổ lượng lớn nè. Nhưng mà nó gặp cái cự định trước sáng nay mà gấp up ấy, thì cái xu hế trong ngắn hạn nó sẽ quay về lắm. Thì sáng nay chính là những cái điểm bán ngắn hạn đó, nhưng mà cổ phiếu như B là ít anh chị ha. Đấy, rất rõ ràng đúng không? Cái kiến thức này là cái lúc mà em phân tích cho chị cực kỳ nhiều ấy. Đó. Ở đây nè anh chị thấy không? Sau một phiên nè, đây là phiên tăng bao nhiêu? Tăng 3% ở lượng lớn á. Hôm sau mà mở gấp up gặp kháng cự thì cái xác suất mà nó quay về lắp gáp ấy, là cực kỳ cao ha. Cho nên sáng nay là cái điểm bán ngắn hạn đối với cổ phiếu BLX. Đấy, còn tạm thời anh chị nào quan tâm á, thì em cho là mình sẽ chưa mua được ha. Đấy. Riêng biệt chỉ có cổ phiếu OI. OI là cổ phiếu mà đã nói với chị mình sẽ tham gia được. Nếu như anh chị nào chưa có dòng dầu khí thì có thể tham gia vào con OI. Đó. Thì ngày mai là cái hàng mà T cộng 3 về đúng không? À chưa thứ 5. Ngày mai T cộng 2 thôi. Đó. Nhưng mà nhìn tham gia trong ngắn hạn nghe phim cũng được 4-7% rồi, cũng là tuyệt vời đúng không? Đấy. Còn bây giờ cổ phiếu cũng gặp kháng cự cũng không còn điểm mua ha. Đó. Nên điểm mua chúng ta phân tích rất kỹ. Đó, động thái như gas ngày hôm nay á là em nhắc tích cực. Gas là hôm nay là tích cực. Gas và oil á, ấy là tốt so với cái dòng cổ phiếu dầu khí. Cái dòng dầu khí giai đoạn cuối phiên ấy, nó gặp những áp lực bán trở lại. Đó, riêng con gas thì nó cửa cao nhất phiên. Thì đây là những cái động thái tốt. Thì chúng ta sẽ chờ những cái tín hiệu mà cổ phiếu nó tích lũy lại quanh những vùng kháng cự định trước á. Đấy, thì nó sẽ làm những cái điểm mở mua số 2 dành cho chị phía sau ha, cứ chờ đợi thôi. Đó. BSR đó, hiện nay nó cũng gặp áp lực mấy ngược thôi. Nhìn chung thì cổ phiếu này trong ngắn hạn sẽ có những xu hướng tích lũy lại. Đấy, thì như thế nó mới đẹp chứ gì. Đôi khi chúng ta sẽ không cần cổ phiếu bứt phá ngay đâu. Đó, mà em cần nó những xu hướng tích lũy lại ha. Để cho anh chị nào cần bán á thì mình cứ bán. Đấy. Còn điểm mua bây giờ sẽ không có đối với dòng dầu khí, cho nên chị mình cũng hạn chế FOMO và mình mua ha. Đấy. Tiếp theo là cái dòng cổ phiếu dòng chứng khoán. Nếu như anh chị nào quan tâm ấy thì đây chính là cái dòng mà chị sẽ xem xét mình lấy gì thấy được ha. Đầu tiên chính là VND nè. Đó. VND thì cái nền của nó đã chạy lên trước rồi, thì những cái dư địa phía sau ấy tuy là nó còn những biên độ tăng giá, nhưng mà em đánh giá là cái điểm mua của chị sẽ tương đối rủi ro ha. Đó, thì nhìn chung nó cũng đang có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 phiên tích lũy nè, ở quá trình test nè, trong một cái biên độ tích lũy á, nhìn thấy đây là cái điểm thấp nhất đúng không, và nó test là điểm thấp nhất á, trong một cái biên độ tích lũy á, mà với lượng thấp á, thì nó sẽ có một cái dư địa cổ phiếu đi lên phía sau đó. Nhưng mà điểm mua điểm đi lên phía sau ấy nó sẽ phù hợp đối với anh chị nào mình đang có hàng của con VND ha. Còn điểm mua mới mua thì vẫn được, nhưng mà em đánh giá cái mức độ rủi ro nó khá cao, tại vì trước đó cổ phiếu đã có quá trình chạy rút rồi. Đấy. VCI này sau một phiên nổ khối lượng ngày hôm qua thì thường những cổ phiếu này sẽ có những biên độ nó quay về lắp gáp và tích lũy lại, cho nên tạm thời anh chị mình sẽ loại bỏ cổ phiếu này ra khỏi cái danh sách theo dõi ha. SSI nè, đó chị thấy không, cái quá trình nè nó test lại đấy trước nè, đó test lại đấy trước rất rõ ràng đối với những cổ phiếu như SSI, thì đây là những cái động thái tích cực. Luôn luôn nhớ cái quá trình mà phải test đấy với khối lượng thấp thì cổ phiếu nó mới có cái dư địa đi lên được ha. Đấy, nhưng mà SSI cái nền lũy của nó thì nó cũng không được gọi là thắt chặt lắm, nó hơi lỏng ha, thì cũng sẽ không phải là cổ phiếu mà chị mình lưu ý. Đó, mình chỉ quan sát theo dõi thôi. SHS, nếu như anh chị nào muốn tham gia cổ phiếu dòng chứng khoán thì anh chị phải vào lấy vị thế được đối với con SHS. Thứ nhất, một phiên tích lũy 2, 3, 4, 5, 6, hôm nay là phiên thứ 7. Quan trọng nhất vẫn là yếu tố cạn cung, thì ngày hôm nay là một cái phiên cạn cung của nhưng mà cổ phiếu SHS. Đấy, một phiên test là những lượng cung cầu đó, hôm qua là phiên supply, hôm nay là phiên test cung khá là tốt đối với nhà cổ phiếu SHS ta. Và đặc biệt nhất là một cái nhịp mà nó test lại, chị thấy không, test lại nè, test là một cây giảm điểm phía trước nè, khối lượng thấp, thì em đánh giá đây là một phiên test lại, một cái nhịp test lại rất thành công đối với SHS ta. Thì chị có thể vào cái vị thế được đối với nhà cổ phiếu như này ha. Đấy, và đặc biệt cái giai đoạn tới đối với dòng chứng khoán á là anh chị mình chỉ đánh ngắn thôi, chỉ đánh ngắn thôi ha, hãy lùi đánh ngắn, có thể là lãi 5-7%, 15% thì mình sẽ chốt, chứ mà không có những cái điểm mà chị mình nắm mua nữa, nắm giữ nữa. Đấy, và cái dư địa của SHS này em đánh giá còn lớn chị, nó chỉ mới break từ nền đi lên bao nhiêu, chỉ có mới đâu đấy khoảng 20-25% thôi. Trong khi đó những cái người anh em của nó ấy, như là những mà cổ phiếu như VND này, đây cái nền tích lũy nè, break nền đi lên nè, khá là xa, cũng biết thay tài khoản. Đấy, cho nên cái dư địa ở cổ phiếu như SHS ấy, em đánh giá nó còn cao.
và cái nhịp mà nó tích lũy lại cái nền nó cũng siết chặt hơn so với cái nền ai gì thấy không đó, nền thì hơi lỏng ha. Đấy, cái yếu tố mà siết nền là cực kỳ quan trọng nha. Cái sự dao động cổ phiếu mà càng ít cho một cái nhịp tích lũy á thì cái dư địa đi lên càng cao đó, tại vì cái sự khi mà nó có sự dao động quá lớn mà nhịp tích lũy á thì rất có thể cái biên độ dao động này sẽ có những áp lực bán tương đối ấy, cho nên chúng ta phải hiểu rất kỹ ha. MBS đó, đây là cổ phiếu mà anh chị cũng có thể tham gia được. Tuy nhiên cái xu thế ngắn hạn của nó chị thấy không, nó đang đi xuống thì em sẽ đánh giá không cao đối với những một cổ phiếu như là MBS. Nhưng nếu như anh chị nào yêu thích cổ phiếu này muốn mua ấy, thì vẫn có những điểm tham gia được ha. Tiếp theo là cổ phiếu HCM đó, một cái nhịp cổ phiếu mà thường ấy phải tích lũy lại nó cạn cung này đó, yếu tố cạn cung này như rất rõ ràng không, yếu tố cạn cung này kết hợp thêm cái việc mà siết nền như thế này của cổ phiếu HCM, em đánh giá cực kỳ cao cái giai đoạn tiếp theo của những mặt này ha. Thì đây là những một cổ phiếu mà chị gửi vào đánh một nhịp ngắn được ha, cũng sẽ có những cái điểm mua đó. Và em nói với chị một câu như thế này, đối với một cái giai đoạn như hiện tại, những cái điểm mua phía sau nó sẽ mang một cái độ rủi ro nhất định, và khi mà chị tham gia vào rồi mình phải chấp nhận một cái phần rủi ro. Nhưng đối với những một cổ phiếu mà em phân tích và em đưa những cái điểm mà chị tham gia ấy để chúng ta cùng nhau kiếm được những khoản lợi nhuận ấy đó, thì em đã đo lường được, giảm thiểu được cái độ rủi ro nó thấp hơn so với cái mặt bằng chung rủi ro nhất định anh chị ha. Đấy, cho nên chúng ta cũng phải lưu ý đó, nhìn chung với cái dòng cổ phiếu và chứng khoán em giá cực kỳ cao, những viên còn lại nó sẽ có một nhịp đánh ngắn được đối với dòng chứng khoán ha. Tiếp theo là cái dòng cổ phiếu, dòng bất động sản ha. Đầu tiên thì chúng ta cứ xem con sale như thế nào đó. Cái cổ phiếu này cũng chưa gọi là có những điểm cho chị mua được đấy. CTD này, một cái nền tích lũy lại ha đó. Nhưng mà những mặt cổ phiếu mà đang nằm kênh dưới như này á, chị cứ chờ phiên nó nổ đi, tích lũy một nhịp sâu thì mình tham gia. Đích thì trong cái quá trình nó hồi phục đỉnh trước này đó, hồi phục đỉnh trước này thì hôm nay nó cũng bị gặp áp lực mà nó điều chỉnh trở lại. Nhưng mà chúng ta sẽ xem cái quá trình điều chỉnh phía sau của đích như thế nào ha. Đấy, rất có thể nó sẽ đánh theo những mô hình nhịp VCB này. Đó, nếu như mà nó đánh theo mô hình VCB là cực kỳ đẹp nha chị ha. Đấy, nên chúng ta cứ chờ thôi. Đấy, tạm thời có hàng thì em cho cứ cầm được. DRH nghe tên Trần ha. Đất xanh đó, đất xanh cũng là một cổ phiếu mà em nói với chị mình trong video ngày hôm qua đúng không? Cái quá trình cổ phiếu này lấy một nè, ngồi nè, test đáy nè, quan trọng nhất vẫn là yếu tố gì? Test đáy mang khối lượng khắp, ở test đáy cạn cung thì nó mới có cái xung lực đi lên được anh chị. Tại vì sao mà phải cạn cung thì mới lên? Cạn cung nó cho thấy cái lượng cung, cái lượng hàng của chị nắm giữ không còn nhiều. Những chị nào cần bán á thì cũng đã bán sạch rồi. Đó, em chắc chắn bây giờ 100 người thì chỉ còn lấy khoảng 10 người nắm được cổ phiếu đất xanh thôi. Đấy, tại vì quá trình rủ bỏ phía trước rất lớn, rủ bỏ phía trước rất lớn, và sẽ có nhiều chị bắt đáy trong đáy một, mà bắt đáy một nó hồi phục lên á, nó rủ lại một lần nữa là chị mình về mo đó, chị đâu có lãi đâu. Cho nên muốn bắt đáy á là phải bắt đáy xuống hai, mà yếu tố cạn cung ấy, là chị phải vào bắt được đó. Còn nhìn chung đối với những điểm mua an toàn đối với con đất xanh này á, thì chờ một nhịp, nếu như mà xu hướng tích lũy lại thì mình sẽ canh phía sau ha. Nhưng mà động thái hiện tại quay đầu như thế này cũng là tốt anh chị. HDC này đó, cổ phiếu này cũng chưa có gì để mà chị tham gia, nó khó để mua một nhịp này ha. Hàng Điền Ngao, Hàng Điền ai có hàng kiếm cho cứ cầm được thôi, quá trình cổ phiếu cũng đang trong một nhịp tích lũy anh chị. Đó, Nam Từ Liêm đấy anh chị thấy không, cái xác suất mà cổ phiếu bùng nổ nè, phiên tăng trần có lượng lớn vào đúng không, hôm sau mở gáp này gặp kháng cự này giống con bê lỡ thôi, mở gáp kháng cự là xác suất quay về lắp gáp cực kỳ cao đó. Thì những chị nào bán trong tháng sớm ngày qua, những điểm bán ngắn hạn, những điểm trading chuẩn nhất, ví dụ như chị mình có 1 tỷ cổ phiếu năm Từ Liêm đi đúng không, thì cái phiên sáng ngày qua bán trước 500 triệu và giảm điểm cover lại 50% đó, đó chính là những điểm mua trading ngắn hạn. Đấy, tiếp theo là dòng thép ha. Dòng thép là cái dòng mà em cũng sẽ đánh giá khá là cao cái nhịp tiếp theo anh chị. Đầu tiên là con mạnh, cái con đầu ngành đó là HBG ha. Thì HBG sau quá trình này chị thấy không, test nè và tích lũy lại, mang một cái xu hướng tích lũy cạn cung ấy, thì hiện tại nó cũng đang có 1, 2, 3, 4, 5 phiên tích lũy đó. Yếu tố cạn cung, yếu tố hồi lượng thấp là cực kỳ đặc biệt nha anh chị, đặc biệt quan trọng nhất trong cái quá trình mà tích lũy đó. Thì anh chị có hàng em cho là cứ cầm một nhịp mà nó sẽ, nếu như ngày mai nó cạn cung một phiên nữa thì phiên không biết năm cũng chính là cái phiên mà cơ hội khá lớn đối với những cổ phiếu như là mà phép ha. Đấy, hãy lưu ý với những cổ phiếu dòng thép đó, cổ phiếu mà cái xu thế đẹp nhất của dòng thép chính là cổ phiếu hoa sen này, cổ phiếu kênh trên xu hướng lên mà đang có những nhịp tích đi lại quanh những vùng kháng cự đỉnh khối lượng thấp. Đấy, hôm nay là một cái phiên khối lượng thấp đúng không, có thể ngày mai nó sẽ tích lũy một phiên nữa khối lượng thấp hơn ấy đó, thì nó sẽ cực kỳ đẹp đúng không. Cho nên chị nào có hàng cứ cầm, những chị nào muốn mua thì phải chờ thêm 1-2 phiên tới, chúng ta xem cái vùng tích lũy của nó như thế nào ha. Đó, Nam Kim này thì cái biên độ này test lại thôi, nhìn chung thì cổ phiếu này cái biên độ tích lũy nó cũng hơi lỏng anh chị đó, cho nên em sẽ đánh giá cao nhất cái chính là hoa sen đó. Bán lẻ dòng viên dòng trụ ngày hôm nay vận động như thế nào ha.
Thì đầu tiên ấy, chính là cổ phiếu nhờ VRE. Anh nhìn thấy không, quá trình VRE nó đang test đáy nè. Đó, nhìn chung cái xu hướng cổ phiếu này là cổ phiếu gì? À, cổ phiếu kênh dưới đúng không? Kênh dưới thì anh chị sẽ chưa thể nào mình kỳ vọng nó bứt phá ngay và nó bứt lên ngay được vậy. Còn đối với anh chị nào mình đã lỡ mình nắm vào nhưng mà cổ phiếu này á, thì em cho anh chị cứ cần thôi. Quá trình cổ phiếu test lại là bình thường, không có gì là xấu cho anh chị quá lo sợ đúng không? Quá trình test lại này có lượng thấp này, test về đâu? Test về những vùng hỗ trợ trước, những vùng đáy trước, những vùng nền giá trước. Đó, đó là một quá trình rũ bỏ. Đấy, thì sau quá trình rũ bỏ này, coi anh rũ bỏ thành công có sự đu bám của chị mình kéo lên là bình thường đúng không? Đó, cho nên khi mà chúng ta phân tích á, chúng ta phải phân tích rất kỹ vào khối lượng. Ở đây em hay phân tích với chị về yếu tố dòng tiền đúng không? Đó, với em thì mình cứ đánh theo yếu tố dòng tiền thôi. Em không quan trọng là mình đầu tư ngắn hạn hay dài hạn, quan trọng nhất mà là cái xu thế dòng tiền. Vinamilk, à Vinamilk cũng đang trong nhịp tích lũy nền đó chị. Thì các phiên gần đây á, Vinamilk hoặc là dòng chủ á, nó được nhà tạo lập họ sử dụng cho cái điểm số dùng chung tương đối nhiều ha. Đấy, cho nên Vinamilk thì ai có hàng thì cứ cần. VIX, quá trình test đáy này, cổ phiếu này cực kỳ khó cho chị tham gia luôn ấy, nó thật. Nếu như muốn mua thì em chỉ đằng trước đã hướng cái chị vào cái dòng Vin thì vào Vinom nó sẽ đẹp hơn rất là nhiều ha. Còn VIX thì bây giờ nó bị nhà tạo lập họ chi phối khá nhiều. Vinhome là cổ phiếu đẹp nhất của dòng họ nhà Vin đúng không? Thứ nhất là đẹp là tại vì sao? Cứ cổ phiếu kênh trên xuống lên là đẹp, đơn giản như vậy thôi. Đó, anh chị thấy không, quá trình tích lũy đây, vì sao Vinhome nó nổ nhưng một con VIX và con VRE lại không nổ? Đó, đơn giản đó là có những cái lý do, những cái kỹ thuật để cho chị mình chọn là cổ phiếu mà mình mua. Còn hiện tại Vinhome nó đang có 3 phiên tích lũy lại này. Đấy, 1 này, 2 này, 3 phiên tích lũy lại. Tích điểm tích lũy anh chị sẽ điểm mức giá đóng cửa. Tích lũy mà đang siết là cái nền mà có lượng thấp ấy, cực kỳ đẹp đối với Vinhome ha. Và một nhịp bứt phá phía sau chính là một nhịp bứt phá chính thức, một nhịp vượt đỉnh chính thức, và nó sẽ mở ra những cái cơ hội về xu thế của cổ phiếu. Đó, cho nên chị đã có hàng cứ cầm nắm và chờ đợi. BNZ, con này nhìn chung hơi yếu anh chị, cái biên độ nó đang rơi vào những trạng thái mà bo cung mà. Đó, nó cũng đang rơi trạng thái bo cung mà ha. MWG, ôi cổ phiếu này nó bị nhà tạo lập họ chi phối rất là nặng đúng không? Vậy theo trước phiên ATO, ATC thì nó mang mức giá là giá đỏ, nhưng mà trong ATC nó kéo lên về 146. Đấy, thì cho thấy là cái yếu tố chi phối của nhà tạo lập với những cổ phiếu chủ là cực kỳ cao ha. Ở trên thi mà chúng ta đầu tư thì phải định vị được cái vị trí bản thân của mình đang ở đâu trên thị trường chứng khoán. Mình đã bước chân vào thị trường rồi là anh chị phải chấp nhận rủi ro, chấp nhận một mức rủi ro nhất định. Và khi mà chị có kiến thức mình sẽ hạn chế tối thiểu cái mức rủi ro đó để mình làm gì? Để mình đẩy cao cái cơ hội của mình lên. Đó, nó như vậy. Còn nếu như chị đã nói à, thị trường chứng khoán mà phải kiếm cho anh một điểm mua nó an toàn, kiếm cho anh một điểm mua nào mà nó không lỗ, thì thôi, anh chị về có tiền ăn hàng, ăn chắc mặt bền. Nó như thế ha. Còn hiện tại đối với MWG cũng đang gặp xu thế cự định trước thôi, thì có thể cổ phiếu sẽ có một vài nhịp tích lũy lại ha. Masan tương tự gì, nó cần một vài nhịp tích lũy lại trước khi lấy đà bứt phá cự định. Đó. FPT này cũng gặp cái cự định đúng không? Rất rõ ràng. Đó. Thì nhìn chung ấy, cái xu thế thị trường ở những phiên tới á, em cho tích lũy sẽ là những cái cơ hội. Thứ nhất, tích lũy là để cho dòng cổ phiếu tích lũy. Đấy, thì khi mà dòng cổ phiếu tích lũy á, sẽ có những cái điểm cho chị tham gia. Thì những cái điểm tham gia đó là những điểm mua an toàn, có lượng thấp, thì nó sẽ có những cái cơ hội mang về được lợi nhuận trong một giai đoạn phía sau qua. Cho nên chiến lược đầu tư thì chị phải nắm bắt rất kỹ. Và dòng cổ phiếu nào là dòng cổ phiếu mà chị quan tâm? Thứ nhất là dòng ngân hàng, thứ hai là dòng chứng khoán, thứ ba là dòng thép, là ba dòng nó sẽ có một cái xung lực đi lên ở một giai đoạn tới. Còn dòng dầu khí hiện tại em đang thấy cái xung lực đi lên nó đang yếu dần rồi, thì khả năng nó phải điều chỉnh lại trong ngắn hạn hoặc là tích lũy lại thì nó mới đi lên được tiếp ha. Và một cái quan trọng nhất là gì, là yếu tố hưng phấn, cái sự FOMO của nhà đầu tư vào dòng dầu khí là cực kỳ cao. Bây giờ lên các diễn đàn anh chị thấy à, ai cũng dòng dầu khí, ôi ai cũng dòng dầu khí, ông này dòng dầu khí, bà kia cũng dầu khí. Tại sao cái lúc mà em đưa đi mua cho chị mình ở đây không thấy một ai nói về dòng dầu khí? Những cổ phiếu BR lúc mà kêu mua ấy, nhiều anh chị mình còn nói ui thằng này nó cho mua cổ phiếu lởm, cho một cổ phiếu của bắp đó. Nhưng mà anh chị thấy không, sao bây giờ nó tăng lên thì nhà người người lại lao vào dòng dầu khí. Nó là cái sự khác biệt để chúng ta nhìn nhận về góc nhìn thị trường ha. Đấy, cho nên mặc dù thị trường như thế nào chúng ta cũng phải phù hợp nhất. Đấy, thì video ngày hôm nay cũng đến đây thôi, thì tối nay em cũng có một cái khóa học, cho nên là hẹn gặp lại chị mình ở video ngày mai ha. Xin chào cả nhà, chúc anh chị mình có một buổi tối vui vẻ.